Xin chào quý vị các bạn, Bảo Châu Lách luôn muốn mang đến cho quý vị một không gian nghe nhạc nhẹ nhàng, sang trọng nhưng lại đầy tinh tế và hiện đại nhất. Và ngày hôm nay thì Xuyến muốn đem đến cho quý vị một cặp loa Buxell đến từ thương hiệu Focal của Pháp. Một cặp loa thể hiện sự nhẹ nhàng, tinh tế và dịu dàng cũng như là lãng mạn của nước Pháp. Và quý vị hãy cùng Xuyến khám phá cặp loa này với những đặc điểm và chất âm ra sao quý vị nhé. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Loa Focal 906, nhẹ nhàng, tinh tế và lãng mạn nhưng mà cũng mang đầy sự nổi bật. Và với thiết kế các cấu tạo từ các chất liệu cao cấp nhất trên thế giới, thì ở phía mặt trên được cấu tạo bằng một lớp kính trong suốt màu đen và có in dòng chữ Made in France và logo của thương hiệu Focal. Ở phía mặt trước thì là một tấm e-căng giúp bảo vệ cho loa. Tấm e-căng được chế tác từ vải cao cấp, sẽ giúp bảo vệ cho hệ thống củ loa ở phía bên trong. Và bên dưới là logo của Focal. Ở phía bên trong của loa thì ở phía mặt trước và mặt sau cũng như ở phía dưới đế của loa đều được bao bọc bởi một lớp bằng da màu đen cao cấp. Hai bên thùng loa được chế tác từ gỗ MDF cao cấp. Với những linh kiện và với các chất liệu làm lên chiếc loa này sẽ giúp bảo vệ cho loa, giúp loa hoạt động ổn định hơn, bền bỉ hơn và giúp bảo vệ hệ thống linh kiện phía bên trong. Ở phía mặt trước thì sẽ có một củ loa chép và khác hẳn với những mẫu loa khác thông thường là củ loa chép sẽ lồi ra, nhưng mà đối với cả dòng loa này thì loa chép sẽ lõm vào một chút và sẽ giúp cho âm thanh được lan tỏa sâu rộng hơn, sắc nét và chi tiết hơn. Ở phía bên dưới thì sẽ là củ loa mix bass với đường kính là 12,5 cm, và ở phía màng loa thì được cấu tạo từ những sợi tơ đan xen và rất là đặc biệt cũng như là tăng tính thẩm mỹ rất là cao. Dòng chữ F Sandwich Technology, đó là công nghệ độc quyền của thương hiệu Focal, và bên dưới cũng sẽ là logo của Focal Made in France, một mẫu loa mà được tất cả các linh kiện cũng như là các chất liệu cấu tạo lên loa đều được sản xuất trực tiếp tại Pháp. Và phía bên dưới cùng thì sẽ là một lỗ thông hơi giúp cho âm thanh được sâu lắng hơn, chi tiết hơn và mượt mà hơn. Focal 906 là dòng loa 2 loa và 2 đường tiếng với các kích thước chiều rộng là 22,5 cm, chiều cao là 39 cm và chiều sâu là 25 cm với trọng lượng 8,5 kg một loa và hoạt động ở tần số đáp tuyến từ 55 Hz cho đến 28 kHz, và âm ly khuyên dùng sẽ là từ 25 cho đến 120W. Loa Focal 906 sẽ là một sự lựa chọn phù hợp nhất với các không gian từ 15 cho đến 20 m². Sở hữu cho mình với thiết kế đặc biệt, độc đáo và với công nghệ độc quyền của hãng, với những chất âm chắc chắn, sâu lắng và chi tiết sẽ làm quý vị hài lòng nhất. Hãy cùng Xuyến trải nghiệm nhé! How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first
Two little boys were lost in the mountains above the town. The father went out hunting, the boys had stayed behind. While mother tended to her chores, they wandered from her side. Two had gone to follow him and lost their way instead. By dusk the boys had not been found, and fear had turned to dread. 200 men had gathered there to comb the mountainside. The fires were built on the highest peak in hopes they'd see the light. $8.560.000, một mức giá cực kỳ hợp lý dành cho một đôi loa được nhập khẩu và sản xuất tại Pháp. Còn về chất âm thì sao? Và bản thân Xuyến cảm thấy rằng là đối với cặp loa Focal 906 thể hiện một chất âm rất là mượt mà, trong sáng, tinh tế và đầy sang trọng. Đối với phiên bản màu Neuer thì quý vị quan tâm tới đôi loa ngày hôm nay, hãy để lại số điện thoại của mình hoặc liên hệ trực tiếp tới tổng đài 1900 0255 và số điện thoại của Xuyến 0395 487 800 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng nhanh nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh của Bảo Trợ Alex. Nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!